Một cô bé 7 tuổi và anh trai 13 tuổi của mình đang chuẩn bị cho hoạt động yêu thích sau giờ học, đó là xem TV. Phải vài tiếng nữa, cha mẹ của hai đứa trẻ mới đi làm về. Chúng sẽ cùng nhau xem chương trình sau giờ học trước khi ăn một bữa ăn nhẹ. Đó là thời điểm yêu thích trong ngày của bọn trẻ. Cậu bé ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài, trong khi cô bé ngồi ngay phía trước TV và bật nó lên. Đã đến giờ chiếu Thiên Đường Ngựa Sinh và cô bé không bao giờ bỏ lỡ một tập nào. Anh trai cô bé thì thích cái khác, nhưng nhìn thấy em gái mình hạnh phúc khi xem chương trình, vì vậy cậu luôn chiều theo xem những chú ngựa con và cuộc phiêu lưu của chúng. Tuy nhiên, hôm nay khi cô bé chuyển sang đúng kênh thì lại có một chương trình khác. Thay vì bài hát chủ đề quen thuộc của chú ngựa sinh thì lại có nhạc kiểu rạp xiếc phát ra từ loa truyền hình. Cô gái nhìn dòng chữ màu sặc sỡ "Chú hề Bobble" xuất hiện trên màn hình. "Đây không phải là những chú ngựa sinh", cô bé nói với anh trai của mình. Nhưng khi cô bé quay lại, cậu anh trai đã ngủ. Cô bé không vui nhưng vẫn quyết định thử xem chương trình mới này. Và có lẽ phim ngựa sinh của cô ấy sẽ chiếu ngay sau đó. Nhạc xiếc dừng lại và một chú hề xuất hiện trên màn hình. "Xin chào các em", chú hề sặc sỡ nói. "Các em có muốn vui vẻ không?" Cô bé đúng là thích vui vẻ. Có lẽ chương trình mới này sẽ không quá tệ. Cô ấy nhìn Bobble đi trên phố của một thị trấn nhỏ, yên bình của Mỹ. Mọi người dường như yêu mến chú hề vui vẻ, vẫy tay chào anh ta khi anh ta đi ngang qua. Bobble dừng lại trước một ngôi nhà của một người đàn ông đang cắt cỏ. Chú hề thuyết phục người đàn ông tạm dừng công việc ở sân và tham gia cùng anh, và cả hai vui vẻ đi xuống vỉa hè cùng nhau. Cô bé hơi bối rối trước chương trình này. Không có nhiều câu đùa, nhưng dù sao thì cô bé vẫn quyết định tiếp tục theo dõi. Bobble và người bạn mới của mình dừng lại trước một ngôi nhà được sơn trông giống như một chiếc lều xiếc. Đây hẳn là nơi Bobble sống. Anh ta mời người đàn ông vào và cả hai cùng vào nhà. Bên trong, Bobble nói với người đàn ông ngồi xuống trong khi anh ta chuẩn bị nước uống. Cô bé quan sát Bobble vào bếp. Ở đó, anh ta bắt đầu mài dao khi giải thích trực tiếp trước máy quay cách tốt nhất để chế biến thịt, cách da phải được loại bỏ cẩn thận của lớp thịt và để dành xương để nấu các món súp sau này. Cô bé say mê quan sát khi Bobble dạy bài học đặc biệt của mình. Có lẽ đây là một chương trình hay. Có lẽ đây là chương trình yêu thích mới của cô bé. Cô bé đứng dậy và đi vào bếp, trong khi anh trai cô vẫn còn đang ngủ. Cô bé kéo một ngăn tủ ra để với tới nơi để dao và rút con dao cắt thịt ra. Cô nhìn nó sáng lấp lánh trong ánh sáng, bị mê hoặc bởi góc cạnh sáng bóng và sắc bén của nó. Cô bé trở lại phòng khách và ngồi lên một chiếc ghế dài bên cạnh người anh trai đang ngủ của mình. Cô bé quan sát khi Bobble bước ra phía trước nồi thịt sôi đỏ au của anh ấy và nhìn thẳng vào máy quay. Cô bé đứng dậy và cầm dao cắt thịt. Bobble tiến về phía màn hình với ánh mắt đầy mê hoặc, như thể anh ta có thể nhìn xuyên qua màn hình và đang quan sát cô bé. Cô bé từ từ nâng con dao lên trên đầu khi Bobble bắt đầu thì thầm. "Nào, hãy làm đi." Anh ta liếm môi với vẻ chờ đợi. Cô bé dừng lại một giây, nhìn người anh trai đang ngủ say của mình một lần nữa và bắt đầu chặt. "Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob và đây là SCP-993, còn được gọi là chú hề Bobble. Nhưng trước tiên, một yêu cầu nhỏ từ tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để phổ biến thông tin về những dị thường ít được biết đến trong kho lưu trữ của tổ chức SCP. Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm để giúp tôi là hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Sau đó hãy nói với bạn bè của bạn làm tương tự. Điều này sẽ giúp cho tôi mang đến cho bạn ngày càng nhiều video SCP. Và bây giờ, hãy cùng quay trở lại video ngày hôm nay." SCP-993 là tên gọi mà tổ chức SCP đã đặt cho một chương trình truyền hình dành cho trẻ em có tựa đề Chú hề Bobble. Thoạt nhìn, chương trình Chú hề Bobble có vẻ là một phim hoạt hình giáo dục thông thường dành cho trẻ em, với màu sắc tươi sáng, linh vật biểu tượng và cách thức thể hiện quen thuộc liên quan đến nhân vật chính là chú hề Bobble học một kỹ năng hoặc tham gia vào một hoạt động mới. Chương trình dường như không có diễn viên phụ, với Bobble là nhân vật duy nhất trở lại sau mỗi tập. Bối cảnh của chương trình cũng thường thay đổi giữa các tập, với Bobble thường được nhìn thấy ở một địa điểm mới và một mình. Mặc dù xuất hiện như một chương trình dành cho trẻ em, nhưng những đặc tính dị thường được thể hiện của chương trình truyền hình kỳ lạ này được thể hiện ngay lập tức. Điều đầu tiên, bất kỳ ai lớn hơn 10 tuổi xem chương trình sẽ bất tỉnh ngay khi bắt đầu và sẽ ở trạng thái hôn mê cho đến khi chương trình kết thúc. Khi tỉnh dậy, họ kể rằng cảm thấy đau đầu, đau nhói ngay trước khi bất tỉnh. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nhất của chương trình là những gì đã được mô tả bởi những người dưới 10 tuổi có thể xem chương trình này. Họ cho biết
Đã thấy chú hề Bubble dạy các bài học tương tự như cách mà nhiều trẻ em thể hiện nhằm ca ngợi thói quen vệ sinh tốt hoặc đi ngủ đúng giờ. Nhưng với Bubble, các bài học hoàn toàn khác. Các chủ đề mà Bubble hướng dẫn và khuyến khích trẻ em thử bao gồm tra tấn, giết người và thậm chí ăn thịt đồng loại. Khi đối tượng xem chương trình, các bài học dường như in sâu vào tâm trí họ và việc theo dõi chương trình nhiều lần đã dẫn đến những tác động vĩnh viễn giống như các triệu chứng của rối loạn tâm thần và tâm thần phân liệt. Các tập phim tài liệu về chú hề Bubble bao gồm Bubble thành phố, trong đó Bubble xuất hiện tại một thành phố lớn ở Hoa Kỳ, gợi nhớ đến New York và hướng dẫn người xem nhiều cách khác nhau để tránh bị phát hiện khi phóng hỏa bằng các đồ vật thông thường như nhang mũi. Tập phim kết thúc với cảnh Bubble phóng hỏa một tòa nhà lớn trước khi anh ta rời khỏi đó. Màn hình tiếp tục chiếu tòa nhà đang cháy trong vài phút khi những tiếng la hét bắt đầu có thể được nghe thấy. Trong một tập khác với tiêu đề Thứ bảy lẻ lút của Bubble, Bubble lại ở một thành phố lớn. Lần này là thành phố trông tương tự như London ở Anh, với tháp Elizabeth có đồng hồ Big Ben hiển thị trong khung hình. Trong tập này, Bubble được cho là đang lặng lẽ đi theo một người phụ nữ khi cô ấy đi về nhà của mình. Khi cô đến nơi, Bubble tấn công bằng một con dao chặt thịt lớn trước khi hướng dẫn khán giả các mẹo về cách để không bị chú ý ở những nơi đông người. Tập phim Bubble tra khảo sự thật với tên hề xuất hiện trong một trại tù binh, nơi Bubble chiếu cảnh tra tấn một người lính bị bắt khi anh ta hỏi người lính những câu hỏi vô nghĩa mà người đó không thể nào trả lời. Điều này tiếp tục cho đến khi người tù binh bị chết. Sau đó, Bubble trình bày chi tiết các phương pháp gây ra vết thương đau đớn nhưng không gây chết người. Bubble ghét bạn là một trong những tập đáng sợ nhất trong số các tập được ghi lại, bao gồm cảnh Bubble ngồi một mình trong căn phòng trống, im lặng và giận dữ nhìn chằm chằm vào người xem suốt 30 phút. Nhưng điều kỳ lạ nhất là từ tiêu đề một tập phim đầy những từ ngữ tục tĩu, trong đó Bubble dường như đang ở trong một phòng lưu trữ video của tổ chức, cũng chính là nơi lưu trữ các bản ghi về chú hề Bubble. Trong tập này, Bubble đã nổi cơn thịnh nộ, đã mô tả các phương pháp để vượt qua các khu vực quản thúc SCP. Sau đó, anh ta cung cấp chi tiết thông tin cá nhân về các nhà nghiên cứu được chỉ định cho các SCP này, bao gồm cả thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ trước khi đưa ra một số cách để giết họ. Một chi tiết thú vị ở tập này là tại một thời điểm, có một nhân vật hoạt hình giống một nhà nghiên cứu của tổ chức SCP đi ngang qua Bubble. Một chiếc đồng hồ trên tường hiển thị thời gian, và chính nhà nghiên cứu này sau đó đã xác nhận rằng anh ta đi qua kho lưu trữ video vào thời điểm đó, nhưng không có hồi ức về việc nhìn thấy một chú hề hoạt hình đang quay chương trình truyền hình trong phòng khi họ ở đó. Các tập của chú hề Bubble tiếp tục được phát sóng từ một nguồn không xác định, nhưng các tập trong tương lai sẽ bị chặn bằng giao thức Epsilon Beta 3 để ngăn dân thường xem được. Tất cả các chương trình phát sóng đều được ghi lại vào kho lưu trữ của tổ chức để thực hiện nghiên cứu về các dị thường. Tất cả các đối tượng dưới 10 tuổi được dùng để thí nghiệm sau khi xem xong và mô tả những gì diễn ra trong tập phim sẽ ngay lập tức được xử lý xóa trí nhớ các bà. Mặc dù sự nguy hiểm mà các tập phim này gây ra cho những người xem, nhưng chúng có thể bị chặn để không phát sóng công khai. SCP-993 đã được phân loại là an toàn. Hiện tại, chú hề Bubble dường như đã được quản thúc tốt nhất có thể. Bây giờ, hãy xem những video khác từ các hồ sơ của Thầy Sĩ Bob. Và một lần nữa, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký, bật thông báo và chia sẻ với bạn bè của bạn khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các tài liệu lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.